thấy một đôi mẹ con chim cút. Đây. Đấy, đang đi kiếm ăn ở ngoài đấy, nhưng mà xa quá, nhà room không thấy rõ lắm nhỉ. Đấy. Đợt trước nó nở được một đàn 4 con, mà đợt này sao nó nở có một con thế này nhỉ? Con mẹ không to hơn con mấy. Nó đây, ở đây nó có một con, nó có một đôi to hơn đôi này mà không biết đâu. Còn con này mới nở. Con này chắc nở cũng được. Cũng cũng được hơn tháng rồi chứ. Còn đây là chim sẻ. Chim sẻ thì nó nhỏ. Có mấy con chó ra đây chắc có tiếng động, chim nó sợ còn nó trốn mất à. Chó của anh hàng xóm. Bọn chim này nó khôn lắm, nó có tiếng động là nó trốn à. Có những hôm thấy nó đang kiếm ăn mà có con chuột chạy đến là nó xòe cánh là nó chạy xung quanh con chuột để nó bảo vệ con nó hay lắm. Rất tiếc là hôm đấy không quay được cái cảnh đấy, bởi vì có những lúc mình ở đây rồi, nó ra đây rồi, hai mẹ con nhà nó lại ra đây rồi. Có những lúc mình nhìn thấy nhưng mà lại chưa kịp bật máy quay. Đâu rồi ta? Đây rồi, hai mẹ con ra đây rồi. Nó khôn lắm nhá, mình đứng trong cửa kính mình quay này chứ mình mở cửa kính là nó chạy trốn lên à. Nó khôn lắm. Đứng trong cửa kính thì quay được, ra cửa kính là nó chạy liền. Nó nghe tiếng động của hai con chó. Đấy đấy đấy, chạy vào rồi. Chạy vào rồi, hai con chó nó chạy xuống đây. Con chó nó chạy xuống đây, nó nghe tiếng động. Nó chạy liền. Rồi, dừng video ở đây, nó trốn mất rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.